Hey, what's up? He told that he likes football. He said that he likes football. Do you think which verb I could say in this situation? Or it could be the correct situation? Okay, so in this video, we are going to learn about the differences between say and tell. Bà chân ngờ sử dụng nè, tiền học nít và cùng trở lọc một cam video ní bình. Bạn chân ngay ní khi nhóm nâng nó này từng ọc ní ai xoay nhu lộ ông bì kà bà bà rô viên biển xế bà nâng biển thèm được nông bì xăng kế được nhóm màn ưu tì hồ mạnh mạnh chân cứ he told that he likes football he said that he likes football chân ta kể sắp đèn bì ní khi nhóm cua tài chữ rưu kể sắp ná mùi mô bà ai việt trời từ nâng sản phẩm rất có cái là thật sạc đại khi chọn định dưới và ông bánh mạnh. Ok, so let's get started. Mà chẳng ngờ từ môn cái này nè từng học này ai xoay vô lòng bì hai thả basic difference chẳng vì cứ chỉ ca khóc lại cái này càng ngủ thàn bộ biến là tất tạo vì ai khóc này đừng lại khắc đại chẳng bà xin chỉ dương đi dưới cho mùi từ nâng biệt say và say cứ dân đang háo dân một bài chỉ sạc máy than thì gì thế là gì được gọi là đại và chẳng ngờ bản thân chỉ dân thì gì chỉ mùi nè say cứ miền này tha say sang sinh tại đó đấy thì gì là mùi mùi hai bây giờ thì gì chỉ mùi nằm biển thế và prap rồi còn gì và đấy sang mà đi sang sinh chẳng miền này tha prap rồi còn gì prap là nam nè âm pi ở vậy mùi ok chẳng ngờ những chia cái hai tập basic difference và mình này thay trên một lượt than đại việc khóc lại khi nghe được việc bị tèm pi nâng tèm đó lời dương mơ ưu tì hồn thật ta ở này tầng ốc nghe ai xin qua tha việc khóc nghe được đây she says she moving out okay? Or Sarah tells me she's moving out bản chất mình này thay bảo sân chia dương như bị say một phá mình này thay she's moving out mẹ nì dương pi ở vầy mũi mình này thay say something tèm đó she says she's moving out. Okay, tại bản thân chỉ dùng vô biệt thẻ một vấn và một trào vấn cứ thì họ đôi chỉ Sarah chẳng như chỉ một tờ xí chẳng bà Sarah tells me she's moving out. Okay, chẳng đôi xa nơi tin ý bà dùng dùng mới khởi vì đã chuột chỉ môi từ năng biệt mình này thầm mỉ mỉ những cái chúng nó ở sang bà đi như ngày chẳng bà và sân chỉ dùng prapi thái miền này thái dùng từ bố chỉ môi từ nâng sam bà đi dẫn bàn để bố sam sinh là bị cạo tại ba chỉ môi từ nâng say thế cứ mình miên chậm bạch đã sam đi mập để ok chân nâng cứ chia cái hai thái để sự kiện phân ti môi là bảo vệ và chân hạt này bảo vệ nơi từ nấy miền này thái xa niếng mang prapi thái niếng nâng rồi từ hào ok moving hào bà rứa co môi tiền bà xa ra nâng prapi thùng thái niếng nâng bà mình này thả rơ đẹp được kia chẳng ngờ à từ đây một dùng nó cứ vì miền đôi miền này đôi kia thì à quay đây không nó cứ từ lơ cả prà prà kề sát thay nó kề sát sạch ok bà chẳng là những cứ chỉ cả không phải kia hay mua chúng nói tiết cứ này tặng hoặc này ai chẳng làm đấy cứ bà sân chia dương ai prà về nó structure một tiền nó cứ say something to somebody chén nơi tin ý bởi sân chỉ dương trong do sam đi một prà đấy còn tại sam một đi tới bàn đặt nơi còn toát bị to ok say something to somebody chẳng ngờ ưu tiên hóa my neighbor always says good morning to me chẳng bà chẳng này say là chẳng good morning ok good morning cứ something này chẳng ở bên đây thà say something to me ok to me cứ to somebody này ngay tại chân áp tầng này là bảo vệ nên tình yến cư mình này là nẹ chất khang là bảo nhóm tay anh ta để dây biệt ạ rung xu xu đấy và một căn khiêm nè chỉ dừng rõ bật tay mà đó và chân ní cư chỉ phiếp khâu play khi nè mùi tiết rồi viêm biệt xây nâng biệt thẻ phòng đại và hai tí bì cư dương xoay dô từ lờ ca pra pra tay kê rì giá sạp thẻ tệ tà tá thẻ nâng dương pra viên được khăn ông sản phẩm mà đấy và vì miền rule xem nhà vào chân ngắn nâng đôi mà đại tài bằng chân nơi tí nít cư dân pra tại thay tế bản chân mình này thả person bao dựng chọn đặt cho chữ môi từ nâng cái hai thả được chữ biệt pronoun nó đi cao với mình được chữ mi
miền đôi chỉ khi miền đôi chỉ khơ rất có dụng bôi cho môi tận năng xăm vòn đại đá chóp cho môi tận năng tiện theo đường tàng đón này và rất có môi tiết như này dễ cho môi tận năng xăm vòn sném mà để dễ bị chút mua bò nào nam đẹp chẳng có rùi tìm mùi ní cứ miền này tha dường pra bàn tay cho môi kê rìa sáp theo tệ ok chẳng dường ạp ra cho môi năng kê sáp xây lại ok và chẳng là dường mơ ưu tì hò tại mà đón và tell somebody that chẳng miền này tha prap nào nam mà nè tha tì hò she tells me that she's a single ok chẳng niêm rạp hình tha niêng nơi liền tì ok và chẳng she tells me that she's single ok và hay tí bí nó cứ tell somebody something ok miền này tha nì dê ở với mũi prap nào nam mà nè chẳng ưu tì hò he told her his phone number. He told her his phone number. Chứ mình thấy thà quạt prap lê tù sạp bọc quạt nâng ao tự nhiên. Ok. Bà hai giờ bằng tốt. Tell somebody about something. Ok. Mình thấy thà prap nâng nè. Om pi vầy mùi. Chẳng I told her about my past. I told her about my past. Và chứ mình thấy thà khi mà prap nâng om pi rương tay tạc cao bọc nhóm. Bạn hỏi mùi tiết theo somebody bầu chung mùi tên là WA question và vì miền đôi chì who, miền đôi chì when, miền đôi chì why, where, ai chẳng chì đám này và chứng không ạ tên ấy cứ miền này thà prap nà nà mà nè và đài chụt chụt anh chẳng tạm nâng tạm ạ tên ấy là bỏ và bập hết phần nào miền đôi crowd này chẳng này và chẳng ưu tiên hồ Jack had to go but he didn't terrify okay Jack had to go, but he didn't tell why. Chứ mình nói thật chết trời tới rồi. Vẫn tới cốt mình bàn pháp tha mù là hẹt ở ngoài tế. Và chẳng đi chìa và mình nói thật structure trúc trúc đại dương này dưới em bí ca pháp bàn tay cho mùi nâng thẹt. Và chẳng bật tỏa tiết cứ sunset phrases. Mình nói thật dương pháp bàn cho mùi nâng bật hết clear mùi chùm nguồn. Và chẳng ưu thị hô đôi chìa tell somebody a lie. Và chẳng đi dì prap nàng nàng nè. Rứt gọp mình này thẳng đi dì cho họ nàng nàng nè. Và tell somebody the truth. Và chẳng mình này thẳng đi dì prap nàng nàng nè. Ông bì rương bất. Và tell somebody a story. Chẳng prap rương. Rứt gọp này tiên rương prap nàng nàng nè. Đi dì rương prap nàng nàng nè. Và chẳng clear tàng ổn này cứ dương pra bàn tay chẳng mùi nâng theo thế. Cứ mình ai bà chúng mình đang xây lão, ok? Bà lấy bằng to từ tiên này nó không nên ai xoay vô lòng bì bà cái hai thai dây chúng nó bị xe nhưng cả bà bàn tay chúng mình đang kể sắp thẻ ta vì ai mình rú bà vì mình chúng nó nghe nghe sẽ nẹp chẳng nắm đơn lệ khẳng, ok? Bà anh chẳng tìm mũi cứ great people mình này thà này dây nó không ca xoay cùng một đục chẳng ưu thì hồ đôi chìa he said hello to me và anh chẳng dưỡng ọc ra cho mùi nâng he told me hello or no và chẳng dưỡng dưỡng bàn thà he said hello to me còn những gì tiện thà sử đây một cảnh khá nhầm ok và rất có mối tiết mình này thà she said no chẳng mình này thà she said no nữa mình này thà vì chìa bập hết xâm nụ ấp bịa mùi đài nó không lúc vì mình bình chạy tất đào information rất có vì mình bình chạy tất đào fact bạn được không nên tệ chẳng bà dương ai pra cho môi tình ứng biển xe nâng bạn này chẳng xì xe nâu nên để dây thá tệ hai chúng nó chẳng nằm tí bì rồi bỏ kê sạc xe đáy nó cứ bà when giving information chẳng là bên này nè cho người dây đó chỉ là cái nạc bò rằm miên đó bài chỉ bò rằm miên tạo okay. Kế bà chẳng những ai pra cho môi tình ứng biển xe ưu tí hó he say that he likes football chân dương on như vậy tha he told that he likes football day chân viết khâu kia đại sao tha rule bỏ viết prap mau tha prap bàn tay say thế lực nóng ca là gì prap bằng tiếng bọt miệng chân bật thẻ cứ dương on như vậy thế ok are you sure about these uses of the two words ok bạn chân chưa bao giờ ông bị cả prap prap ông bị kể sắp tem bị nấy bạn chân ở con trai mình buộc cả okay, tesla video nó tìm chọn. Okay, trong cao chung tốt, nè, đừng ngọt nghĩa, sợ thịt ló, bye bye.